Thành lập từ năm 2000 với tiền thân là xí nghiệp xây dựng tư nhân Phương Anh tại tỉnh Điện Biên, với vốn ban đầu chỉ hơn 2 tỷ đồng. Với nỗ lực của bản thân cùng với uy tín trong công việc, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh liên tục nhận được nhiều hợp đồng xây dựng công trình thuộc hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu có mức đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến vài chục tỷ đồng và bắt đầu mở rộng sang nhiều địa bàn khác. Năm 2009 đánh dấu bước chuyển đổi có tính nhảy vọt của công ty Phương Anh. Là một công ty ở Điện Biên, Phương Anh đã vươn về Thái Bình, chủ động đề xuất lập dự án và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chấp thuận là nhà đầu tư tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình dài 26 km, là dự án nhóm A, công trình đường cấp 1, vận tốc thiết kế là 100 km/h. Đây là con đường mới, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối nhiều huyện phía Tây Bắc của tỉnh Thái Bình và là dự án thuộc vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ kết nối nhiều tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng. Bắt đầu nhận đầu tư dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình, đúng thời điểm kinh tế chạm tới đáy của suy thoái, gặp nhiều khó khăn biến động. Lãi suất ngân hàng có lúc lên tới 21%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư là tạm dừng sử dụng vốn vay. Trước khó khăn, để khẳng định năng lực nhà đầu tư, công ty Phương Anh đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc, vật tư và cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết tâm thực hiện thành công dự án. Đây là ý chí bản lĩnh vững vàng, vượt khó của doanh nhân Việt Nam. Vì quyết tâm thực hiện dự án hoàn thành, cho nên tôi đã chỉ đạo anh em và huy động tất cả các nguồn lực của công ty, của cá nhân và của một số cán bộ, công nhân viên trong công ty tập trung vào để thực hiện dự án. Đến nay dự án đã hoàn thành. Phát huy sức mạnh chủ động sáng tạo để đảm bảo nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tạo uy tín, niềm tin lớn, giúp huy động được mọi nguồn lực là một trong những thế mạnh của công ty Phương Anh, giúp Phương Anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Công ty Phương Anh thì là một công ty mà có cái xếp hạng tín dụng rất là cao trong cái hệ thống các cái ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Nên là về ngoài cái nguồn vốn chủ sở hữu chúng tôi bỏ ra để thực hiện dự án thì chúng tôi cũng đã huy động được cái nguồn vốn vay của các ngân hàng với cái lãi suất mà theo cái quy định trong cái hợp đồng BT của dự án. Trong quá trình thi công tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình cần khối lượng vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị rất lớn. Trong khi đó không có đường vận chuyển, không có mặt bằng tập kết xe máy thiết bị, nhà cung cấp vật liệu đòi tăng giá, đội ngũ nhân sự mới chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của công ty. Khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, gần 200 hectare. Cho đến nay, con đường này vẫn là hình mẫu trong khâu giải phóng mặt bằng. Trên tổng chiều dài là 26 km, phải đi qua rất nhiều xóm làng, nhà dân, công trình công cộng. Nhưng nhờ sự quyết tâm cao, quyết liệt với cách làm trực tiếp, khách quan và minh bạch, đây cũng có thể coi là một thành công xét về tính nhân văn của công trình khi giải quyết thấu đáo quyền lợi giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Trong quá trình triển khai thi công thì cái công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp với địa phương qua ba huyện giữa nhà đầu tư rồi đơn vị thi công và địa phương là rất chặt chẽ, nên là cũng giải quyết được cái khâu giải phóng mặt bằng rất nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác thi công dọc tuyến. Trong cái quá trình triển khai thì đường, cái tuyến đường là tuyến đường mới, nên là không có cái đường để vào mà vận chuyển vật liệu. Ban lãnh đạo, tổng giám đốc công ty đã có những cái hướng đi rất là phù hợp, khai thông được cái nguồn vật tư vật liệu là một trong những cái yếu tố cấu thành để hoàn thành cái dự án này, đã cho triển khai tập kết các cái nguồn vật liệu ở đầu tuyến và đặc biệt là mở được cảng đường sông để phục vụ khối lượng vật tư vật liệu rất lớn cho dọc tuyến đường. Không chỉ giải quyết các khó khăn về tài chính, các khó khăn về kỹ thuật trong quá trình thi công cũng được giải quyết triệt để. Riêng trong quá trình thi công nền móng của dự án, để xử lý nền đất yếu đi qua địa hình đồng ruộng trũng, công nghệ hiện đại xử lý nền đất yếu bằng cọc cát đã được áp dụng. Các công trình như cầu, hầm chui dân sinh đều được thi công đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế. Các hạng mục khác như hộ lan, giải phân cách, biển báo
nút giao được xây dựng đồng bộ trên toàn tuyến. Dự án đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời được Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Giao thông Vận tải giám định và cho kết quả công trình hoàn thành phù hợp với thiết kế, chất lượng đáp ứng các yêu cầu của dự án. Tinh thần nỗ lực, cố gắng của công ty Phương Anh, một nhà đầu tư cũng đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn và cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh triển khai đúng tiến độ và có chất lượng công trình. Tiếp theo thành công của công trình đường nối Thái Bình - Hà Nam, công ty Phương Anh đã và đang tiếp tục đầu tư và thi công nhiều công trình lớn. Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên, đầu tư theo hình thức BT, tổng mức đầu tư là 4.662 tỷ đồng. Thi công xây lắp dự án tuyến đường từ cầu Lạng An đến cầu Nhân Mục tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Công trình thuộc dự án nhóm B, cấp 2, chiều dài là 7,565 km, giá trị hợp đồng hơn 697 tỷ đồng. Thi công xây lắp dự án đường tỉnh 208, tỉnh Cao Bằng, công trình thuộc dự án nhóm B, cấp 3, có chiều dài tuyến là 47,5 km, giá trị hợp đồng là hơn 672 tỷ đồng. Từ buổi đầu khó khăn, Phương Anh thành lập năm 2000 chỉ có vốn là 2 tỷ 019 triệu. Đến nay, qua hai thập niên trưởng thành và phát triển, trở thành một công ty có quy mô rất lớn với vốn điều lệ là 2.267 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2013 là 1.793 tỷ đồng. Đến năm 2018 đã tăng gấp 4 lần lên trên 6.500 tỷ đồng. Trong thời gian tiếp theo, công ty Phương Anh sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, bất động sản và năng lượng tái tạo, đầu tư những công trình mang giá trị phát triển bền vững, gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội. Trong thời gian trưởng thành và phát triển, công ty Phương Anh tự hào đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tâm huyết với công việc, tin tưởng vào mục tiêu phát triển, thành thạo chuyên môn, đủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất của mọi công trình. Bên cạnh đó, năng lực làm chủ công nghệ, làm chủ thiết bị kỹ thuật hiện đại của đội ngũ thi công đã giúp Phương Anh đạt tiến độ thi công nhanh, ổn định, đạt chất lượng tiêu chuẩn của các dự án. Tôi gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội có những cái chính sách rất kịp thời, nhất là sau cái nghị quyết 35 ra tháng 6 năm 2016 thì chúng tôi thấy rằng là liên tục chúng tôi, ví dụ như chúng tôi gặp một số khó khăn nhưng mà được các cái lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm và cũng giải quyết cũng rất kịp thời. Công ty Phương Anh đã thực hiện đến nay hoàn thành cái đường Thái Bình - Hà Nam rồi và Phú Yên sắp hoàn thành, thì cũng được rất nhiều các bộ ban ngành và cái địa phương, ví dụ như hai tỉnh là Phú Yên và Thái Bình, rất là ủng hộ, đồng hành. Cho nên là trong cái lúc mà khó khăn như thế thì Phương Anh mới vượt được ngày hôm nay. Vượt qua thăng trầm của thương trường, giờ đây công ty Phương Anh đã trưởng thành, lớn mạnh trên tất cả các mặt, tài chính, kinh nghiệm và là nhà đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với hoạt động thiện nguyện được cộng đồng ghi nhận đánh giá cao. Tại quê hương Thái Bình, công ty Phương Anh đã tài trợ xây mới trường tiểu học Minh Tân gồm 2 tầng nhà, 8 phòng học với trang thiết bị đạt chuẩn, trị giá trên 5 tỷ đồng. Sau mỗi đợt thiên tai lũ lụt tại nhiều tỉnh thành, công ty Phương Anh đã luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc cứu trợ, ủng hộ đồng bào bằng các vật dụng thiết thực. Với kết quả kinh doanh hiệu quả và hoạt động xã hội tích cực, cá nhân tổng giám đốc công ty Phương Anh, bà Hoàng Thị Phương đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá như 5 lần liên tiếp đạt cúp bông hồng vàng, cúp thánh gióng, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, danh hiệu nữ tướng thời bình, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Và gần đây nhất, tổng giám đốc Hoàng Thị Phương đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đó thực sự là thành quả rất đáng tự hào của công ty Phương Anh và cá nhân tổng giám đốc Hoàng Thị Phương. Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm tổ chức thi công, công ty Phương Anh khẳng định
là nhà đầu tư và nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam.